Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh, Đại Khê Thủy, ngày Giáp Dần, tức Can Chi Tương Đồng, thuộc Mộc và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Đại Khê Thủy, Kỷ Tuổi, Mậu Thân, Bính Thân, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ, thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Dần, lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Thổ Cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo về tình hình tài chính của bạn trong ngày hôm nay đang có nguy cơ bị hao hụt do bạn đang bị ảnh hưởng của hung tinh là Kích Tài chiếu mệnh. Ở thời điểm này, với bạn mệnh tuổi Tý nên cẩn trọng với túi tiền của mình, tiền bạc kiếm được vốn chẳng dễ dàng gì và nếu như bạn không giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt trong những vấn đề về tài chính thì rất dễ mắc phải sai lầm trong ngày hôm nay nhé. Và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý á, đối với những người kinh doanh, buôn bán cũng nên cẩn trọng khi đứng trước các quyết định về đầu tư và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn có những ý tưởng mạo hiểm. Nếu như bạn cứ vội vàng một cách mù quáng thì bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt cho sự nóng vội của mình. Bù lại, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, về phương diện tình cảm của bạn lại đang tiến triển rất chi là bình ổn nhờ bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đôi lứa đều diễn ra có được sự hài hòa, tốt đẹp, không khí gia đình có được sự ấm áp, tràn ngập tiếng cười và tạo ra động lực rất lớn để cho bạn tuổi Tý cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn ở hiện tại nữa.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim cần phải giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt để hạn chế mắc phải những sai lầm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tài chính có nguy cơ bị hao hụt nên cẩn trọng với túi tiền của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có thể phải trả giá đắt cho sự nóng vội, mù quáng của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đối với những người kinh doanh, buôn bán, chớ nên đầu tư mạo hiểm trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ về tình cảm diễn ra được hài hòa, tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 97, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho phương diện công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên được thuận lợi hơn. Ngày này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh có thể được cất nhắc vào những vị trí vô cùng là lý tưởng trong tập thể, điều mà bạn đã mong mỏi từ lâu, và đó không phải là vận may từ trên trời rơi xuống mà là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngoài ra, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, trao đổi ý kiến với mọi người, cũng như là tiếp thu các ý kiến đóng góp của người khác. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người có năng lực nhưng đôi khi lại khá cứng đầu, khăng khăng giữ quan điểm phiến diện của bản thân mình mà không có sự thay đổi nhanh nhạy phù hợp với thời đại. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình thăng tiến của bản mệnh nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Và đây là dấu hiệu cảnh báo cho bạn tuổi Sửu đang có những rạn nứt trong cuộc hôn nhân giữa bạn và người ấy. Có nhiều vấn đề nảy sinh giữa những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày nhưng lại trở thành viên sạn lớn khiến cho chẳng ai trong hai người cảm thấy dễ chịu và thoải mái cả. Vài câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhận được phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực mà mình đã cố gắng bấy lâu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có thể được cất nhắc vào vị trí vô cùng là lý tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa chớ nên khăng khăng giữ quan điểm phiến diện của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, trao đổi ý kiến với mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hôn nhân đang có dấu hiệu bị rạn nứt vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 59, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ báo hiệu cho bạn đang có được một ngày tài lộc rủng rỉnh, đặc biệt là đối với những ai làm trong các lĩnh vực như là làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Nếu như biết nắm bắt được cơ hội, bạn có thể sẽ tìm được những cơ hội phát tài cực kỳ là đáng giá, lợi nhuận tăng vọt trong ngày hôm nay nữa. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, bạn mệnh có thể thử sức với các lĩnh vực mới hoặc là mở rộng về quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn với mình. Với bản lĩnh sẵn có cùng với tiềm lực kinh tế ở hiện tại, không khó để cho bạn thực hiện những điều đó. Và ngoài ra với bạn tuổi Dần, bạn cũng nên có kế hoạch về tài chính sao cho rõ ràng, biết tiết kiệm để đề phòng khi bất trắc xảy ra, tránh những việc bất ngờ phát sinh nữa. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này lại không được suôn sẻ như ý muốn, với những mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và đập đi lặp lại nhiều lần. Và nếu như bạn không dành thời gian để điều chỉnh, ỉa rằng mối quan hệ tình cảm giữa hai bạn ngày càng đi vào bế tắc, và đây là lỗi do cả hai người khi không dành thời gian quan tâm tới nhau khiến cho khoảng cách
cứ dần một lớn hơn mỗi ngày nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có thể sẽ tìm được những cơ hội phát tài cực kỳ là đáng giá. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được vượng phát, kinh doanh làm ăn được thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ nên có kế hoạch về tài chính rõ ràng, tiết kiệm phù hợp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc có thể thử sức ở các lĩnh vực mới hoặc là mở rộng về quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Mão cần phải hết sức tập trung vào công việc của mình ngày hôm nay để hạn chế những sai sót có thể xảy ra với mình. Và ngày này với bạn tuổi Mão, tinh thần có sự bất ổn và đây là nguyên nhân chính khiến cho bạn làm việc bệ rạc, đầu óc trâu ngược cành cây. Và nhất là trong những công việc chung với bạn tuổi Mão, bạn cần phải có trách nhiệm hơn bởi đó là công sức của rất nhiều người chứ không phải là của riêng của mình bạn nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí quá vượng. Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Với bạn tuổi Mão, bạn cần phải chú ý chăm sóc cho cơ thể của mình nhiều hơn, tránh để cho công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều tới tinh thần. Sức khỏe là vốn quý. Với bạn tuổi Mão, bạn đừng có đánh mất nó vì bất cứ lý do gì nữa nhé. Xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Xem tử vi cũng cho thấy, ngày này theo hải thượng lãn ông là ngày mùng 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày can giáp, vì vậy với bạn tuổi Mão không nên trị bệnh ở đầu. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tinh thần bất ổn làm giảm khả năng làm việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa cần phải tập trung vào công việc để hạn chế những sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình khi trong ngày đang có mộc khí vượng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cần phải có trách nhiệm hơn trong các công việc chung. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim tránh để cho công việc và nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dần tương hội. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang gặp được ngày có đào hoa rực rỡ. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn khó có thể che giấu được tình yêu khi mà trong từng nụ cười, ánh mắt của bạn luôn hiện hiện rõ rằng bạn đang hạnh phúc tới nhường nào. Với những tháng ngày cô đơn, không có người chia sẻ tâm tình không còn nữa, và với bạn tuổi Thìn đã có được người ở bên che chở, an ủi mỗi khi bạn thấy buồn, cũng như là lắng nghe, chia sẻ niềm vui với bạn hàng ngày nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ khiến cho bạn đang mất đi công sức mà mình đã gây dựng bấy lâu trên con đường công danh, sự nghiệp khi mà công việc của bạn đang bị tiểu nhân gây cản trở, khiến cho những kế hoạch mà bạn đang tiến hành bị dừng lại giữa chừng nữa.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa sẽ bị tiểu nhân cản trở, gây đủ những rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tình yêu xuất hiện khi trong bạn không hề ngờ tới. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, công việc bất ổn khi có những việc cản trở phát sinh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhân duyên được tốt đẹp, có được người yêu thương. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm không được như mong đợi. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 40, số 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này sẽ tác động lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, làm cho bạn trải qua một ngày không được như ý muốn. Với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo, rất có thể sẽ xảy ra va chạm, tranh cãi với người khác. Và với bạn tuổi Tỵ không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, liên tục gặp phải những bất đồng quan điểm, gây mất hòa khí, công việc cũng vì thế mà bị chững lại, có nhiều vấn đề nảy sinh. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn, kẻo bạn có thể bị khiển trách nữa nhé. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ vận. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay, tài lộc đang có được báo hiệu ào ào đổ về nhà. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì nhờ ngày tay trái của mình mà tăng thêm thu nhập. Đối với những người kinh doanh, buôn bán lại được trao cho cơ hội làm ăn buôn bán, phát tài, phát lộc. Bạn mạnh nhìn thấy được những cơ hội ở ngay trước mắt mình. Từ khi đang còn tiềm ẩn, bạn mạnh dạn làm theo trực giác mách bảo, nhờ vậy mà chấp được thời cơ, thu về không ít lợi nhuận về cho mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn đang có được sự khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm được người chung lối cùng với mình. Tình duyên là thứ khó nối, nhưng sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, tìm kiếm và ngày hôm nay với bạn đã tìm được định mệnh của đời mình nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, bạn bè. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, có thể xảy ra va chạm, tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tài lộc ào ào đổ về, buôn bán phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cần phải giữ bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn, kẻo lại bị khiển trách. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình cảm được khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 96, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đang có được vận quý nhân trợ vận, đi tới đâu cũng có người chào đón, làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình. Vận trình nhờ vậy mà được suôn sẻ hơn nhiều bề. Dù có vấp phải những khó khăn gì đi chăng nữa thì với bạn tuổi Ngọ cũng có người gánh vác đỡ, chỉ dẫn vượt qua một cách nhanh chóng và thuận lợi nữa nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ đang có được các thần che chở, cho nên con đường tình duyên của bạn cũng có được đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ dàng tìm được hạnh phúc cho đời mình. Và ngày hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để cho bạn dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thầm thương trọn mến. Các khí lan tràn với bạn tuổi Ngọ sẽ có được cơ hội thành công cao hơn mức bình thường. Còn đối với những người đã có đôi có cặp, cảm nhận được tình cảm chân thành mà đối phương luôn dành cho mình nữa.
Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, chính tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay, tiền bạc đang thiêu nhau chảy vào túi của bạn. Bạn mệnh kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, buôn bán thuận lợi, thu nhập cũng theo đó mà gia tăng. Bạn mệnh có thể tính tới việc đầu tư vào các hạng mục khác để tiền sinh sôi nảy nở. Còn đối với những bạn làm công ăn lương thì hoàn toàn có thể yên tâm vào khoản thu nhập hiện tại của mình nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, vận trình được suôn sẻ nhiều bề, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, vượng quý nhân đi tới đâu cũng có người giúp đỡ tận tình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp, hạnh phúc của đời mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, thu nhập được ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tài lộc được hanh thông, tiền bạc theo nhau chảy vào túi. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi tạo được những cơ hội thuận lợi để cho bạn phát huy được năng lực chuyên môn cũng như là tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình thăng tiến về sau này. Thái độ làm việc nghiêm túc và nỗ lực đóng góp của bạn cho tập thể trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cho nên bạn mệnh đang được cấp trên đánh giá rất cao. Và với bạn tuổi Mùi có thể sẽ nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần trong ngày hôm nay nữa nhé. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Mùi ngày chủ nhật này cũng có được sự cải thiện đáng kể, không còn tình trạng đấu đá, cạnh tranh thiếu lành mạnh nữa, mà việc ai nấy lo trong tập thể, mọi người cùng nhau nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển chung của tập thể nữa nhé. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ tương xung. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo phải gánh chịu những nỗi buồn bởi chuyện tình cảm của mình chẳng được như ý muốn. Với bạn tuổi Mùi không giỏi thể hiện tình cảm, cho nên đôi khi người ấy giận hờn, trách móc bạn vì không tâm lý. Và bạn cũng chẳng biết phải làm sao để cho người ấy hiểu được cho mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim được cấp trên đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy được tạo cho những cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ xã giao cũng được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ có thể được khen thưởng nhờ những biểu hiện xuất sắc của bạn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc gánh chịu những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tị Hợi. Điều này sẽ tác động không nhỏ lên mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi Thân có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân vì những cơn nóng giận thất thường của mình, vô tình nói ra những lời khiến cho đối phương bị tổn thương nữa nhé. Với bạn tuổi Thân, dù bạn là người không có ác ý nhưng mỗi lần nóng lên là bạn lại vứt hết lý trí ra sau đầu, hành xử tùy tiện, chẳng màng tới hậu quả về sau đó, đến khi tỉnh táo trở lại mới nhận ra thì cũng đã muộn mất rồi. Vì vậy, bạn cần phải nhanh chóng sửa đổi cái tính hư tật xấu này của mình đi nhé. Trong công việc,
Với bản tuổi Thân, bạn chớ nên chùn bước khi gặp phải thử thách từ việc cấp trên giao phó cho bạn nhiệm vụ ngày hôm nay. Với bản tuổi Thân, có thể là lãnh đạo chỉ muốn thử năng lực hoặc là yêu cầu bạn phải đổi mới bản thân và sáng tạo hơn nữa. Và ngày hôm nay, nhờ có được thiên ấn che chở, cho nên với bản tuổi Thân không cần phải lo lắng quá. Bạn cứ xem đây như là cơ hội để thể hiện năng lực và tài năng của mình nhé. Về câu quyết cho bản tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy vô tình nói những lời khiến cho nửa kia bị tổn thương. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nóng giận thất thường sẽ gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ chớ có chùn bước khi gặp phải những khó khăn, thách thức từ cấp trên. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc cần phải nhanh chóng sửa đổi cái tính nóng nảy của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim có được cơ hội để thể hiện năng lực và tài năng của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 53, giờ Tết, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu đang có được sự sáng suốt trong cách giải quyết các vấn đề khúc mắc mà bạn đang gặp phải trong công việc ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, nhờ đó mà mọi việc với bạn diễn ra được thuận lợi, hanh thông, không có chướng ngại nào khiến cho bạn phải nao núng. Sự tự tin vào năng lực của bản thân mình cũng giúp ích cho bạn rất nhiều, kể cả trong việc hỗ trợ cho đồng nghiệp và ghi điểm trong mắt cấp trên nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu, bản mệnh cũng cần phải khắc phục tính lười biếng hoặc là ỷ lại đôi khi xuất hiện của mình. Với bạn cũng nên rèn luyện và đổi mới để mở rộng về tư duy của bản thân. Đừng có giữ những suy nghĩ mãi đi theo lối mòn mà không chịu chấp nhận những ý kiến khác biệt của mọi người nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc và đây là điềm báo cho bạn. Con đường tình duyên của bạn cũng không được suôn sẻ cho lắm. Các cặp vợ chồng sẽ có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái. Đôi bên không ai chịu nhún nhường ai, tranh cãi liên miên khiến cho không khí gia đình rất ngột ngạt, căng thẳng. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa gặp được người ưng ý vì đặt ra những yêu cầu quá cao đối với bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, mọi việc diễn ra được thuận lợi, hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có sự sáng suốt trong cách giải quyết các vấn đề khúc mắc mà mình đang gặp phải. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ cần phải khắc phục tính lười biếng hoặc là ỷ lại của bản thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nhiệt tình hỗ trợ cho đồng nghiệp, ghi điểm trong mắt cấp trên. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, vợ chồng có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 83, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang có được cát khí lan tràn. Với bạn tuổi Tuất, bạn nên tranh thủ lúc cát khí như thế này để hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đặt ra trong ngày hôm nay. Đối diện với những khó khăn là một trong số những cách giúp cho bạn trưởng thành hơn. Vì thế, với bạn tuổi Tuất đừng có bỏ cuộc ngay khi vừa gặp phải những sóng gió nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, với những kế hoạch mà bạn đã đề ra đang được thông qua và thực hiện đúng tiến độ, đạt được kết quả như mong đợi, không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Có thể thấy với những nỗ lực trước đó của bản mệnh nay đã được đền đáp xứng đáng và nhìn chung mọi việc đang dần nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Đây là một trong những điều rất đáng mừng cho bạn.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể sẽ đang có những bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Và nếu như cả hai đang cùng trong cơn nóng nảy thì chắc chắn sẽ không thể thống nhất được ý kiến, còn khiến cho cái chuyện tình cảm càng ngày càng rạn nứt lớn hơn. Và tốt nhất là với bạn tuổi Tuất nên chờ tới khi cả hai cùng bình tĩnh rồi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, dũng cảm đương đầu với những khó khăn sẽ giúp cho bạn nhanh chóng trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ nên tranh thủ lúc cát khí lan tràn để hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nỗ lực trước đó của bạn nay đã được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, kế hoạch đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đôi lứa có thể xảy ra bất đồng quan điểm với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho các kế hoạch về hợp tác làm ăn của bạn trong ngày hôm nay đều rất thuận lợi. Và may mắn là với bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của cả hai bên để có thể bắt tay nhau về lâu dài. Việc làm ăn được suôn sẻ trong khoảng thời gian này đảm bảo cho bạn đang có được nguồn tài chính ổn định nữa rồi nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi đang có được các thần nâng đỡ, điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn có được sự khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Đối với những bạn đang còn độc thân, không còn lo, cứ mãi lẻ bóng đơn côi, trong khi bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, bởi ngày hôm nay với bạn đang có được đào hoa nở rộ, duyên tình tới tấp sẽ tăng khả năng thoát ế cho bạn là rất nhiều nhé. Với các cặp đôi ngày hôm nay, với những mâu thuẫn giữa hai bạn dần được tháo gỡ, trải qua sóng gió, cả hai càng thêm hiểu nhau và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu, hạnh phúc nồng nàn, cháy bỏng, tựa như chẳng có gì có thể chia cách hai người được cả. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, may mắn vì bạn đã tìm được đối tác đáng tin cậy. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, các kế hoạch về hợp tác làm ăn diễn ra được thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, con đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có nguồn tài chính ổn định nhờ việc làm ăn được suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn giữa các cặp đôi đang được tháo gỡ một cách nhanh chóng. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 85, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, của nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.